Việt Nam, các doanh nghiệp và người sản xuất phải không ngừng đổi mới, xem về ứng dụng khoa học công nghệ, khơi dậy bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt Nam trong sản xuất kinh doanh, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, phấn đấu hàng Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường, an toàn, chất lượng cao, hạ giá thành và tính cạnh tranh lớn, chinh phục được người Việt tiêu dùng Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường trong nước và thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất tháo gỡ khó khăn, tập trung kết nối cung cầu, đẩy mạnh liên kết giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân, các gia đình hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh tiêu biểu là con quân nhân các đơn vị đóng quân trong căn cứ Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các đơn vị đóng quân tại căn cứ quân sự Cam Ranh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thể hiện được ý chí bản lĩnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua. Các đơn vị trong vùng xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển, xây dựng những âu tàu, khu vực trú tránh bão, thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn không chỉ đối với ngư dân Việt Nam mà còn giúp ngư dân các quốc gia khác. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 21 tỷ đồng cho huyện đảo Trường Sa, tặng quà cho 40 gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn và 200 cháu học sinh tiêu biểu là con cán bộ chiến sĩ các đơn vị hải quân. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình vừa ra thông báo về việc thi hành kỷ luật cán bộ đảng viên thuộc diện tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý liên quan đến sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Tin cho biết. Thông báo cho biết, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị xem xét và báo cáo hình thức kỷ luật đối với 5 cán bộ đảng viên có con được chỉnh sửa điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, gồm các ông Bùi Văn Thắng, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trần Văn Tiệp, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đỗ Hải Hồ, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Anh Tuấn, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Phạm Hồng Hải, giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình cũng xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với các ông Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi; Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Đức Lương, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thi hành kỷ luật đảng với hình thức khiển trách đối với bà Đinh Thị Hường,